Anh yêu em. Trời quỷ, tự nhiên nó tao quá à. Anh muốn cho cả thế giới này biết tình yêu của chúng ta. Vậy anh nhấp hình lên Facebook đi. Không được, được. Em có muốn mọi người trong gia đình anh gọi em là con không? Tất nhiên là muốn rồi. Ok con chó. Em biết bốn thứ quan trọng của người đàn ông là gì không? Là gì? Thứ nhất là thật thà, thứ hai là kiên trì, thứ ba là tiến thủ. Vậy còn thứ tư là gì? Thứ tư là anh ông đi nhà nghỉ. Em ơi, cho anh làm quen đi. Thôi, tôi làm hoa đã có chủ rồi. Nhưng mà anh có tiền. Gì hả? Tiền án á. Anh ơi, bây giờ tát em á mà được iPhone 12, anh dám không? Em biết là anh thương em mà. Anh đang suy nghĩ rồi đặt iPhone 12 màu gì trên Shopee á, tại đang free ship. Kìa, tới đây. Nếu mà một ngày trời mưa, cả hai đứa mình đều bị ướt thì phải làm sao? Anh sẽ đưa em về nhà và lột sạch đồ em ra. Đồ quỷ, mạnh bảo quá à. Rồi sao nữa? Gom đi giặt chứ mặt đũa dễ bị bệnh lắm. Anh có thể nào nói chuyện đứng đắn và nghiêm túc hơn một xíu được không? Em biết là thổi hà sẽ hơi nóng và thổi sẽ hơi mát. Anh ơi, anh có béo không? Không em yêu. Vậy anh bế em vô nhà kiếm gì ăn đi. Thôi thôi, để anh bê tủ lạnh ra. Anh đừng có chê em xấu nữa được không? Ai rồi cũng sẽ đẹp theo một góc cạnh nào đó. Nhưng mà em là hình tròn mà. Quan hệ của em với anh là gì vậy? Quan hệ làm ăn em. Quen nhau nửa năm mà anh chỉ coi tôi là đối tác thôi hả? Ý anh là anh làm ra tiền để em ăn ở ruộng heo.